Và trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ có những phần chương trình đặc biệt đến từ các đại lý đồng hành với Bobby Hay. Đầu tiên sẽ là Sheldon Holm, thứ tự sẽ là Sheldon Holm, sau đó là Evelyn Costo, và tiếp tục sẽ là Spark Rewaiter, và cuối cùng một trong bốn top trình diễn ngày hôm nay sẽ là Đông Tây Lan. Thời tiết hôm nay nào, không khí tại Vinhome Grand Park thời tiết như nào?
Thời tiết hôm nay đang 28 độ, độ ẩm 58%, trời mát dịu rất phù hợp với buổi kickbox dự án Glory 2 hôm nay. Và em rất hứng thú với phần chia sẻ vừa rồi của anh. Vì là bốn tỷ nó còn bao nhiêu đây? 3 tháng 18.